Chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm đi Pioneer VDX-57. Với chiếc âm đi này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cổng kết nối cổng quang, anh em có thể nghe nhạc và xem phim từ Smart TV, cũng như là kết nối cổng analog để chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ở đây anh em sẽ thấy là cổng USB, ta có thể chép nhạc số MP3 vào để chơi rất là hay. Và đối với chiếc âm đi Pioneer này thì nó bắt buộc phải có cái điều khiển từ xa thì ta mới sẽ cài đặt được, cũng như là chỉnh một số các chức năng như là chức năng điều khiển USB, chức năng điều chỉnh equalizer, chức năng cài đặt loa, rất là hay nha. Và về phía trên mặt trước của máy thì ở đây nó sẽ có cái nút là pha control, thì với chức năng này thì ta sẽ tắt mở lựa chọn cái pha của loa phong, nó sẽ phù hợp hoặc là điều chỉnh phù hợp với cái ngõ out của loa sub điện. Tiếp theo nữa là EQ, Acoustic Equalizer nha. Thì đây là cái chế độ để tắt mở các chế độ equalizer. Đây là nó sẽ có kết tâm 1 nè, kết tâm 2 nha, hai bộ nhớ. Đây anh em sẽ thấy nó sáng đèn nha, tắt mở đèn. Và tiếp theo nữa là chế độ âm thanh auto surround hoặc là direct. Và phần phía trên đó là các ngõ vào DVD, TV nè, vân vân. Ở đây thì nó sẽ có cái ngõ vào là USB, nhưng với cái ngõ này thì khi mà ta chuyển đổi thì nó sẽ không có play được cái bài từ USB nha anh em. Thì bắt buộc chúng ta phải cần cái điều khiển học này. Thì cái khiển này thì em vẫn có làm riêng để chia sẻ với anh em, thì anh em nào cần cũng có thể liên hệ em nha. Và các chế độ âm thanh như chế độ stereo nè, chế độ advanced surround, thì khi mà ta nhấn nhiều lần thì nó sẽ tới cái chế độ là stereo. Chế độ này là chế độ nghe nhạc bằng 5 kênh loa nha. Cái chế độ này rất là hay nha, để ta có thể nghe nhạc stereo bằng tất cả các kênh loa luôn. Với thiết kế công suất 100W nhân cho 7 loa, rất là hay nha anh em. Và các chế độ âm thanh như là midnight nè, tone nè, để chỉnh bass chép nha. Thì muốn chỉnh bass chép thì cũng cần cái khiển này nha. Khiển này để chỉnh bass chép đây. Ta phải chuyển lại chế độ stereo nè. Cộng trừ bass đây. Cộng trừ chép đây. Rồi, cộng chép lên. Thì cái khiển này ha, đây là nút tắt mở nguồn nè, nút ngắt tiếng nè, nút volume nè, tăng giảm bass nè, tăng giảm chép nè, menu nè, exit nè, các phím điều hướng qua lại lên xuống, các chế độ âm thanh nè, movie nè, music nè, chế độ stereo nè, các chế độ âm thanh nè, như là nút expand surround đây nè, và các phím dùng cho play USB nè, nút play và dừng nè, nút qua bài nè, nút lùi bài nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó là các phím để chọn nó vào nè, nó vào nè, và USB nè. Và đây là cái phím để thay đổi ngõ vào liên tục nha. Chế độ midnight nè, low net nè, chế độ xử lý tín hiệu số nè. Cái khiển này thì có thể chỉnh full nha. Và đặc biệt là cái dòng Pioneer này, nếu không có khiển thì ta sẽ không vào bên trong cài đặt để điều khiển equalizer điều chỉnh được nha. Thì anh em nhấn giùm em nút menu nè. Ta di chuyển xuống một là menu MCACC nha, M nè, MCACC nè. Ta nhấn enter nè. CH level, đây là chỉnh volume từng cái loa nha. Nhấn enter thì lúc này nó sẽ dò bên trong bộ nha. Rồi em đã tăng giảm cho cái lo tất cả là 10 decibel hết nha. Nếu như âm đi của chúng ta chưa thì ta sẽ tăng giảm nha, mũi tên trái phải nha. Đây em đã tăng lên hết rồi. Rồi, nhấn exit để trở ra nè. Coi như là xong cái bước để cài đặt loa. Rồi, đây là equalizer automatic nha. Chữ A là automatic nè. Ta di chuyển xuống cái mục là C1 nha, kích tâm 1. Để cài đặt cho bộ nhớ số 1. Nhấn enter. Nhấn số 1 nè. Nhấn enter. Rồi giảm nhỏ volume lại nha. Rồi mũi tên trái phải để lựa chọn loa nha. Ở đây thì em sẽ cài đặt cho loa ăn lời trước nha. Mũi tên xuống nha. Thứ nhất đó là tần số 40 Hz.
thì em sẽ tăng tăng cái volume lên, đó là tần số bass mèo cho cộng 6 luôn, 125 40 Hz, 125 4 4 luôn, 13 kg, 16 luôn, 250 cho là cộng 2 nha. Anh em nhớ những cái con số này để ta điều chỉnh cho lo phải nha, nó sẽ tương tự như vậy. Rồi 4 nè, 6 nè, tần số 40 là 6 nè, 4 nè, 2 4 6 nha. Rồi ta tương tự sẽ điều chỉnh cho loại R. Sáu nè, bốn nè, hai nè, rồi như vậy là cân bằng cho tất cả các lo rồi nha, lo trái là phải rồi nha. Rồi và những acid thì trở ra thoát ra, đó là cái thao tác để điều chỉnh equalizer nha. Rồi thì chút nữa em sẽ test các ngõ vào để thử cái chức năng tắt mở equalizer. Rồi em sẽ test cái chức năng để đọc USB trước nha, nên em nhấn giùm em là cái ngõ vào số 5. Rồi còn nhấn cái mũi tên qua bài trước nha, thì nó mới đọc được, kích hoạt được cái USB luôn. Lúc này nè, nó sẽ đọc dữ liệu trong USB nhưng nó không play được nha, bắt buộc ta phải nhấn qua bài trước. Rồi nhấn qua bài nè. Chế độ số 1 nha. Chế độ số 1 nha, hay hơn các chế độ kia nha. Bao dừng lại nha, lúc này là nút dừng luôn, lúc này là nút lùi bài nha. Rồi em sẽ test các ngõ vào TV sát đó là cũng quang nha. Ngõ vào số 2 nè, TV sát nè, cũng quang. Chế độ tele giảm bass này, bằng giảm bass này. Nó CD không analog nè. Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghế qua miền ước mơ. Chế độ âm thanh nè, đây là chế độ stereo nha, anh em nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa nha. Rồi đó là các phương pháp sử dụng ở mặt trước nha, về kết nối ở phía sau. Rồi anh em nào có một cặp lo ha, thì ta lắp vào vị trí là lo phong nè. Nhớ đi muôn đời.
Loa center nè, loa surround nè, rồi loa Sacrabeck nè. Rồi như vậy là tất cả các kênh loa hoạt động ok nha. Về ngõ vào, đây là tín hiệu cổng quang, anh em lấy tín hiệu từ Smart TV nè. Và đây là cổng analog nha. Thông số của âm ly Bioner VSX517, điện áp 100V và công suất của nó là 330W nha. Năm 2007 nha anh em. Đây là một chiếc chơi âm ly để chơi con bộ rẻ trong tầm giá nha. Đập USB chơi cổng quang, điều khiển từ xa nha. Thì trên đây là một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm ly Bioner VSX517. Thì xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Anh em xem kênh, ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.